Sẽ ra sao nếu như Minecraft như nó rất tối và bên trong cái tối đấy có mấy con kiểu như này đang bò xung quanh các bạn. Với những người đã chơi Minecraft gần chục năm như mình từ phiên bản 1.5.2 và với kinh nghiệm chơi game của mình đã ngồi máy tính từ những ngày đầu tiên tồn tại trong cuộc đời này thì Minecraft bản chất có phần hơi quá đơn giản so với mình. Mình hiểu nó vốn là game cho trẻ con chơi nhưng Minecraft cũng có những cái hay của nó với người lớn chứ. Vậy nên đây sẽ là một cái video dạng cho vui để các bạn có thể xem thư giãn mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Khi mình thực hiện một cái challenge kiểu như là Minecraft như nó rất tối. Và chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé. Nếu các bạn muốn chơi thử như mình ý, thì các bạn hãy tải một cái mod có tên là Total Darkness như vậy này. Nó sẽ khiến cho cái thế giới của bạn trở nên rất tối mỗi khi mặt trăng lên là trăng non. Bước tiếp theo là các bạn sẽ tạo một cái world mới, bật cheat lên, sau đó vào game và gõ dòng lệnh game rule do day night cycle và chuyển sang false. Việc này sẽ khiến cho thế giới của các bạn cố định ở một thời gian trong ngày. Sau đó chúng ta sẽ set thời gian lên midnight tức là nửa đêm để mặt trăng luôn ở vị trí cao nhất. Và cuối cùng là chúng ta sẽ đẩy cái face của mặt trăng lên dạng trăng non trong Minecraft. Điều này sẽ khiến cho các bạn hoàn toàn không nhìn thấy gì xung quanh trừ khi có một cái ánh sáng. Cộng thêm là di chuyển cũng rất khó khăn hơn rất là nhiều. Mình cũng bật cái mode dương khởi đầu lên ấy, bởi vì cái dương khởi đầu trong Minecraft luôn cho mình 4 cây đuốc. Vậy nên mình muốn có một chút ánh sáng để có thể sống sót trong cái mấy cái đêm kiểu này. Chứ còn việc chơi thẳng luôn ấy là điều không thể. Ngoài những con quái vật đột biến mà mình đã cho các bạn xem vừa nãy là từ 21 Mutant rất nổi tiếng trong Minecraft, thì nếu các bạn nhìn lên góc trái màn hình, các bạn sẽ thấy mình đang thu hoạch được các chỉ số khác nhau đúng không? Những chỉ số này sẽ hoàn toàn ảnh hưởng đến tiến trình của game, như là mình chỉ có thể được mặc những loại giáp khác nhau khi đã đủ cấp độ, hay mình chỉ có thể sử dụng được một số loại vũ khí, dụng cụ khác nhau khi đã đủ cấp độ, và thậm chí là mình chỉ có thể chế tạo và crafting một số thứ khác nhau khi đã đủ cấp độ mà thôi. Điều này sẽ tăng cái độ khó của game lên rất là nhiều và khiến cho cái gameplay kiểu như này rất căng thẳng và bị cô lập trong bóng tối, và vừa rất khó để tiến triển bởi vì hoàn toàn không nhìn thấy một cái gì cả. Cũng như việc bạn có thể chết bất cứ lúc nào khi xung quanh bạn luôn có những sinh vật đột biến với độ khó cao, nghĩa tăng tỷ lệ spam của bọn này ra nên là yeah. Sau khi chết rất nhiều lần ở các world khác nhau để mình thử nghiệm cái gameplay kiểu này thì mình đúc kết ra một kinh nghiệm là gì? Xây nhà ở gần điểm spawn là cần thiết bởi vì bạn có thể chết bất cứ lúc nào. Nên khi bạn chết ngay ở đấy thì bạn có thể spam ra và quay lại cái base đấy luôn. Công việc đầu tiên mình làm là cố gắng tìm một cái cây để chặt và có thể lấy gỗ nguyên liệu cơ bản nhất trong Minecraft và cố gắng xây được một cái mặt đất phẳng gần đấy để có thể xây một cái base đầu tiên. Và trong lúc mình đánh nhau với mấy con zombie này thì mình sẽ tranh thủ giải đáp một số câu hỏi hay ho mà các bạn có thể hỏi khi mới xem video nhé. Câu hỏi đầu tiên là tại sao không chơi hardcore? Câu trả lời thì sẽ rất là đơn giản thôi bởi vì mình đố các bạn chơi được hardcore cái world kiểu này ấy. Và trong server Discord của mình ấy, thì chúng mình có chơi chung một cái server Minecraft nhỏ nhỏ và điểm spawn đã từng là nghĩa địa của rất nhiều người chơi chỉ vì một con skeleton đột biến spawn ra ngay giữa điểm spawn và bắn chết từng người chơi một cách liên tục luôn ấy. Vậy nên tốt nhất là không nên hardcore làm gì cho mệt. Thứ hai là cái video này nó sẽ không có nhạc bởi vì mình quyết định làm video để các bạn có thể hiểu được cái cảm giác của mình khi chơi ở trong một cái thế giới tối om và không biết xung quanh mình có những cái gì cả, chỉ có mấy cái âm thanh kiểu như là tiếng dế kêu các bạn có thể nghe được thôi. Vậy nên tốt nhất là nếu bạn nào có hội chứng sợ bóng đêm ấy thì hãy dừng xem ở đây nhé. Và mình có cài thêm một cái resource pack là của zombie, đấy chính là hình như là Tissot pack thì phải. Lúc đầu mình thì làm mấy cái video kiểu 100 ngày zombie các thứ cơ, nhưng sau cùng mình nhận ra là có nhiều người làm như vậy lắm rồi. Và mấy cái kiểu edit đùa nhảm cho trẻ con xem ấy không phải là thứ mà mình thích làm cho lắm. Mình thật sự không có cảm giác gì hay là có những cái phản ứng gì thái quá khi nhìn mấy cái con zombie này từ đầu tiên cả. Cái cảm giác của mình ban đầu sẽ là chỉ là kiểu ồ, trông hay ấy, chứ không phải là kiểu ôi các bạn nhìn kìa, zombie kìa, zombie kìa. Mấy cái đó thì trẻ con thích xem lắm nhưng mà mình không thích làm đâu. Mình chỉ muốn thuần túy cho các bạn xem cái gameplay kiểu này nó sẽ có trải nghiệm như thế nào mà thôi. Và cá nhân ý, thì mình cũng chơi được một đoạn khá dài của cái gameplay này nên mình thật sự nó có cái cảm giác là nó ảnh hưởng một cái nhất định lên đầu óc của mình ý. Khi liên tục ở trong những khu vực tối và không biết xung quanh mình có cái gì, bắt buộc phải sinh tồn như thế này nữa. Và như các bạn có thể thấy trên màn hình là mình đã vừa bị chết bởi con di hợm gì đó mình còn chưa nhìn thấy bao giờ. Phải nói thật với các bạn là mình chết khá lần bởi con ma quỷ này bởi vì nó vừa tàng hình và xung quanh còn không nhìn thấy gì cả. Ngoài ra nó còn đốt máu rất là nhanh nữa. Xong hồi vật vã thì vùng mình cũng hạ nó trong bóng tối nhưng mà đổi lại là mình không tìm thấy đồ mình ở đâu cả. Nhưng rất may là mình có cài thêm một cái mod, đấy là khi chết mình sẽ spawn ra một cái mộ và trong đó sẽ có hết tất cả đồ mình. Mình sẽ ngồi dò trong bóng đêm và mình đã tìm lại được cái mộ. Lần này mình đã thông minh hơn là mình đã đặt cái đuốc xuống dưới đất để khi chết có thể nhìn lại được cái khu vực base của mình. Ngay sau đó thì quái vật nó cứ liên tục xuất hiện trong bóng tối và kéo đến base của mình. Vậy nên điều mình muốn làm ngay lập tức chính là xây một cái base kiểu tạm bợ gì đó như túp lều gỗ chẳng hạn. Và các bạn có thể thấy là đi tìm gỗ trong cái điều kiện như này ấy, nó không phải là một điều dễ dàng gì cả. Các bạn cứ tưởng tượng là chúng ta đều sợ Creeper nổ base hoặc nổ cái bản thân mình lên đúng không? Nhưng điều tệ hơn trong cái bản mod này ấy, đấy là chúng ta còn có thêm những cái con Creeper đột biến với chỉ số khủng khiếp và sức tàn phá hạn nặng. Đó là lý do mà mình không thể đi mine hay đi chặt cây hay đi làm bất cứ gì trong buổi tối được mà mình phải rất là cẩn thận.
Và khó khăn hơn nữa ấy, đấy là mình cần có một chỉ số nhất định để có thể trồng được cái cây bình thường để lấy gỗ trong Minecraft. Rõ ràng là hiện tại đầu game mình chưa đủ level để làm điều đó nên là việc kiếm gỗ rất là khó khăn. Khi các bạn chơi ở trong cái điều kiện như mình ấy, các bạn mới thật sự cảm thấy là ở Minecraft bình thường nó dễ thật. Các bạn có thể tự do đi chặt cây trong ban ngày, chứ không phải mỗi lần đi ra khỏi cái khu vực ánh sáng là một lần sống chết như trong cái lần chơi kiểu này. Để chặt được một cái cây thì cũng rất là khó. Các bạn không được dùng bất cứ một cái dụng cụ gì làm bằng đá hay là đổ lên cả, bởi vì các bạn chưa đủ level. Vậy nên các bạn sẽ phải hoặc là dùng tay hoặc là dùng dìu gỗ. Mà gỗ đã hiếm rồi thì nên là nó sẽ lại quay về cái dùng tay, rất là khó khăn. Sau khi xây xong cái lều thì mình quyết định đào xuống bên dưới, bởi vì mình cho rằng nếu đào thẳng xuống dưới thì mình sẽ kiếm được, có thể kiếm được hai nguyên liệu quan trọng nhất trong cái lần chơi này. Cái thứ nhất dễ kiếm đấy chính là than. Than thì lúc nào cũng cần rồi, và càng tối như này thì càng cần than. Cái thứ hai là mình có thể tìm được một cái mine shaft, và cái mine shaft đấy chắc chắn sẽ có gỗ, rất nhiều gỗ là khác. Cái gỗ từ mine shaft đấy có thể sẽ là một giải pháp thay thế tạm thời cho cái việc thiếu gỗ ở đầu game như hiện tại. Mình không thể đi ra ngoài được mà. Và như mình đã nói ở trước, mình đã tăng tỷ lệ spam của bọn mutant này lên để cho cái game khó hơn nữa ấy. Nên là nếu đi ra ngoài mình vẫn sẽ có rủi ro là kéo một con creeper về nhà và nổ hết cả cái base này. Mình sẽ không thể chống chạy được và mình sẽ phải chơi từ đầu. Vậy nên cố gắng an toàn đầu game luôn là cái việc ưu tiên. Sau khi đào sâu xuống thì mình đã tìm thấy thứ đầu tiên mà mình muốn, đấy chính là than. Thực ra là than nó cũng dễ tìm thôi, nhưng nó lại rất quan trọng trong gameplay này. Mình có thể làm nhiều đuốc hơn để mình có thể cắm xung quanh cái khu base ấy. Nhưng mà hiện tại mình chưa có ý định đó trong tập lần này đâu. Mình chỉ đang muốn định là đào sâu xuống dưới để xem có những cái gì ở bên dưới hơn thôi. Và cái mỏ than đấy cho mình một lượng than rất nhiều để có thể thắp sáng được cái base này ở bên trong, tạo ra một cái không khí an toàn hơn so với những cái gì đang xảy ra ở bên ngoài. Thật sự là khi các bạn chơi thử cái này, các bạn sẽ thấy nó rất là căng thẳng. Mình tự nhận mình gan góc là thế, nhưng mà mình cũng không chịu được nổi cái cảnh là xung quanh tối om xong rồi có mấy con linh tinh đi trong đấy đâu. Nó như kiểu đánh vào nỗi sợ bản năng của con người ấy. Và như vậy mình biết là thôi, quả này xong thật rồi. Một con mutant zombie đã spam ra ngay ở chỗ cái nhà của mình và nó đấm chết mình luôn. Bây giờ mình sẽ phải chạy lại vào cái nhà trong khi một con mutant skeleton và một con mutant zombie spam ra bắn mình liên tục và đấm mình liên tục. Đây không phải là một cái cảm giác thú vị gì đâu các bạn. Mình chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cái hình bóng của chúng nó ở trong bóng tối. Và sau khi chúng nó đấm gần chết mình thì mình chạy được vào nhà. Và ở trong nhà mình nghe tiếng hai con mutant zombie hay là con skeleton đánh nhau ở bên ngoài. Mình không biết là cái mod này nó có cái cơ chế mà hai con quái nó tự đánh nhau hay không, nhưng mà hey, nó tốt cho mình đúng không? Ngay sau đó thì mình bắt đầu đào một cái kiểu bậc thang xuống dưới đáy của bedrock ấy. Mình hay có thói quen là đào một cái đường hầm trước để mình có thể kiếm resource. Nhưng mà khi các bạn nhìn thấy iron ấy, hay là sắt ấy trong cái playthrough này ấy, các bạn sẽ nghĩ là có thể là Buildmaster 69 sẽ nâng cấp được lên dụng cụ hay các thứ đúng không? Không hề nhá, bởi vì các bạn chưa đào được mấy cái đông sắt ở đâu. Các bạn chưa đủ level hay là chưa đủ cấp độ để đào được đâu. Nên là nó rất là khó. Mình sẽ tạm thời phải để cái đống sắt đấy vướng đường đi đi xuống dưới mai như vậy. Mình thật sự rất cần gỗ bởi vì không có dụng cụ nào khác ngoài dụng cụ gỗ mình có thể sử dụng trong thời gian đầu này cả. Nên mình đánh liều ra ngoài chặt thêm mấy cái gỗ nữa. Và rất may mắn là mình không có một con mutant nào đang tấn công mình cả. Một trong những cái tips khi các bạn chơi Minecraft ấy, đấy chính là các bạn hãy chú ý lắng nghe đến âm thanh xung quanh của game. Trong lúc mình đào cái mỏ than này, mình nghe thấy một cái tiếng gọi là thác nước ở bên tay phải của mình. Mình biết chắc là ở đó sẽ có một cái hang hay một cái cột nước gì đó đang chảy xuống. Vậy nên mình đã đào về hướng đó. Và mình đào được ra một cái sông. Cái sông đấy lại dẫn đến một cái hang khác. Và mình có thể đi khám phá cái hang này, nhưng mà hiện tại trang bị của mình chưa đủ khỏe. Và xung quanh cũng rất là tối nữa. Vậy nên mình quyết định là cứ đánh dấu ở đây đã và quay lại base để đào thêm. Không biết các bạn có chơi một cái game có tên là Don't Starve Together không? Cái trong cái game đấy, khi các bạn chế tạo ra được một cái đồ gì mới thì cái sức khỏe tinh thần các bạn sẽ tăng lên đúng không? Mình cảm giác y hệt như vậy khi mà mình tạo ra được một cái giường mới và mình đặt nó xuống để kiểu sắp xếp lại những kho đồ của mình ấy. Nó thật sự khiến cho mình cảm giác là xả được một ít cái stress trong đầu. Bởi vì khi các bạn chơi một cái game mà mẹ xung quanh tối om thì các bạn sẽ hiểu được là cái nó rất là căng thẳng. Nó có một cái ảnh hưởng nhất định lên đầu mình. Và một cách khác để kiểm soát cái nỗi sợ của con người ấy, đấy là chúng ta sẽ đi ra ngoài và xâm chiếm lại những cái vùng đất mà đã bị mất. Thực ra bản năng con người cũng là kiểu đi chinh phục và xâm chiếm ấy. Vậy nên mình quyết định là mình đã cầm rất nhiều stack đá và cầm một lượng lớn đuốc ra ngoài để xây những cái bức tường thành trước, như kiểu đánh dấu lãnh thổ. Khi mình đánh dấu lãnh thổ xong thì mình sẽ có một cái khu vực đủ an toàn để mình có thể sinh hoạt trong đó. Tất nhiên là mọi thứ cũng chẳng dễ dàng gì khi mà quái vật nó cứ liên tục spawn ra như con zombie này. Thậm chí còn có cả mấy con mama tàng hình vừa nãy giết mình ở đầu game ấy. Mình phải chạy vào trong nhà và đóng cửa lại, chờ nó đi qua rút kiếm ra và sẵn sàng đánh nhau nó hẳn hoi. Và các bạn đều biết rằng rút lui cũng là một chiến thuật đúng không? Chúng ta nên rút lui để bảo toàn lực lượng và chuẩn bị trang bị trước khi giao tranh với combat ấy. Nên như vậy thì nó sẽ an toàn hơn. Ở trong chỗ này, lúc mình đang xây thì tự nhiên mình bị dính một lượng đam và dính một lượng debuff chất độc. Chắc chắn đấy là do con mutant skeleton nó đứng ở rất xa và nó có thể bắn mình ở cái khoảng cách như vậy.
Đây là một trong cái mà mình rất sợ khi mình xây những cái arena ở bên ngoài này, và mình thật sự phải rất an toàn, rất cẩn thận. Và ngay khi chúng đọc như vậy, mình đã ngay lập tức mình nấp vào một cái chỗ ở đó, chờ cho nó mất đi cái sự chú ý về mình ấy, và mình sẽ bắt đầu ra xây tiếp. Và các bạn hãy luôn nhớ rằng là cho đến thời điểm này, mình không thể sử dụng bất cứ cái dụng cụ nào ngoài dụng cụ đồ gỗ cả. Vậy nên việc xây này phải rất là đảm bảo cái tính an toàn. Bởi vì một khi mình chết ấy, mà cái tường đã xây ra rồi ấy, thì mình sẽ rất là khó vào, bởi vì mình sẽ phải phá bằng tay. Chết mình rơi hết đồ rồi mà, đúng không? Mình không có dụng cụ gì cả, mình cũng chưa xây một cái cửa hay cái gì bởi vì quá nguy hiểm. Nên mình quyết định là cố gắng tránh chết càng nhiều càng tốt. Mình rất hy vọng là những bạn nào mà dám tự nhận mình là người gan góc ấy, hay là có thâm niên lâu năm trong việc chơi Minecraft ấy, hãy thử chơi cái này giống như mình. Nói trắng ra thì về độ khó cơ bản của Minecraft ấy, nó cũng không khó đến mức như vậy. Cái nó đánh vào tâm lý các bạn chính là cái sự cô lập về bóng đêm, hay là các bạn phải một mình trong một cái khu vực mà không biết gì xung quanh ấy. Đấy mới là cái mà khiến các bạn căng thẳng. Và khi quái vật nó cứ spam ra liên tục này, và nó gây cái âm thanh hay là những cái đòn đánh gây sát thương lớn ấy, các bạn sẽ bị stress, và vừa stress vừa sợ thì nó không phải là một cảm giác dễ chịu gì đâu. Cảm giác khi các bạn gặp được một cái mob gì đó trong cái gameplay kiểu như này ấy, mà nó không thật sự tấn công các bạn và nó còn trao đổi đồ với các bạn ấy, nó như kiểu một cái xả stress. Và trong cái mod lần này mình có cài thêm đấy là Goblin Trader. Con Goblin này nó sẽ spam ra trong mấy cái hang, và thỉnh thoảng nó sẽ trade cho các bạn một số cái đồ rất là hữu ích. Thực ra mình cũng không cần mấy cái đồ trade của nó lắm, quan trọng là mình cần một cái gì đó kiểu tạo tinh thần ấy. Tức là kiểu mình sẽ không phải cô đơn trong một cái khu vực tối tăm như này, mà thỉnh thoảng vẫn sẽ có người đến thăm hay đến giao tiếp. Đấy. Và một cái trick rất hay để các bạn có thể giết mob nói chung hay là giết Enderman nói riêng ấy, đấy là các bạn sẽ tạo ra một cái thuyền và đặt nó xuống đất, còn Enderman sẽ chui trong đấy và nó sẽ không thể di chuyển được. Tầm đánh các bạn san tầm đánh của nó nên là nó sẽ khá là an toàn. Và chính vì cái xung quanh đang mưa ấy nên là con Enderman nó sẽ teleport liên tục, bởi vì nó không dính được nước, và nó sẽ teleport vào những cái chỗ mà không bị mưa, và điều đó chính là nhà mình. Khá là đen. Điểm trừ là thỉnh thoảng một số cái mob có lợi cho các bạn nó sẽ nhảy vào thuyền luôn. Đây là một cái cơ chế của Minecraft, vậy nên các bạn sẽ phải đánh cẩn thận. Và lúc phá cái thuyền ra cũng phải cẩn thận nhé, bởi vì đánh nhầm nó là mệt đấy. Mình quyết định đào tiếp và hay xây bậc thang để đi lên đi xuống trong cái mine đấy. Và cuối cùng mình cũng đã đủ level để có thể tạo ra được một cái pickaxe bằng đá. Nó sẽ tăng tốc độ của đào lên khá khá, và nó sẽ giảm cái sự phụ thuộc của mình vào gỗ nhiều hơn. Và đào mãi thì mình cuối cùng cũng dựng đến được cái tầng sâu của Minecraft khi nó đổi sang loại đá sâu như thế này. Hãy nhớ đây là mod Quark nó mới cho cái này được nhá, bởi vì phiên bản mình đang chơi là 1.16.5, nó chưa có mấy cái đá sâu như này đâu. Đào được đủ số lượng đá thì mình sẽ ra ngoài xây cái tường tiếp, bởi vì chiếm được những khu vực quan trọng vẫn là điều nên làm. Con người bao giờ cũng thích chinh phục mà. Sâu ở cái hang này là một cái hang khác dẫn sang một chỗ tối om mình không biết là cái gì cả, vậy nên mình sẽ đi khám phá sau. Hiện tại bây giờ mình sẽ lên để nâng cấp cái cuốc lấy cuốc sắt, vì cuối cùng mình cũng làm được cuốc sắt rồi. Mình có cài một cái mob mà nếu các bạn sắp xếp cái lò nung với cái diện tích kiểu 3x3x3 như này ấy, thì nó sẽ biến thành một cái lò nung cỡ lớn. Và các bạn có thể nung 9 item cùng một lúc. Cái nổ random như vậy cũng là một lý do mà các bạn phải xây tường thành sớm. Mình không biết bên ngoài kia có cái gì cả. Và một trong những thứ mình cần phải đảm bảo mỗi khi mình chơi Minecraft ấy, đấy chính là về vấn đề lương thực. Số lượng lương thực cần thiết để sống sót qua ngày chính là bằng một cái ruộng lúa. Mình không chắc là lúa nó có thể mọc trong cái điều kiện tối như thế này không, nhưng mình cứ phải thử đã. Đem cái base của mình trông như kiểu một cái ốc đảo giữa một cái sa mạc ấy. Rất may mắn là còn những cái chỗ sáng như này, chứ bên xung quanh là tối om luôn, không nhìn thấy gì cả. Và tiếp đến là mình sẽ đi cắm đuốc xung quanh cho cái hang mà mình vừa tìm ra. Luôn có một cái trick rất hay khi cắm đuốc, thì chính là các bạn hãy cắm một bên thôi. Để các bạn đi vào bên nào thì các bạn sẽ nhìn sang bên đó. Còn khi các bạn quay ngược trở lại thì các bạn chỉ cần nhìn những cái đuốc cắm ở bên ngược cái phiên bạn cắm mà thôi. Như ở trong trường hợp này mình cắm đuốc bên trái, tức là đi vào. Và lúc mình muốn đi ra mình chỉ cần nhìn những cái đuốc nào bên phải là mình có thể tìm được đường. Rất là đơn giản. Sau khi mình đào được một lượng lớn đá và khoáng sản khác nhau, mình đã làm một cái cuốc sắt và mình có thể nâng cấp cái nhà hiện tại mình. Nhưng trong quá trình nâng cấp thì có một chuyện rất là bất ngờ đã xảy ra. Các bạn hãy xem thử. Điều mình thấy đáng sợ ấy không phải là việc một con chart creeper bởi set nổ bay mất phần nhà của mình, mà một con creeper con nổ bay mất cái lò của mình, mà điều bị đáng sợ ấy là mình nghe tiếng của bọn phantom. Mình không thể ngủ trong cái thế giới này được, bởi vì nếu mình ngủ thì thời gian nó sẽ advance sang một cái phase khác, như kiểu nó chuyển sang trời sáng ấy, mà mình đang muốn giữ cái thế giới này luôn luôn là trời tối. Vậy nên mình chẳng có cách nào khác ngoài việc tắt cái chế độ phantom spam ra khi mình mất ngủ đi. Rất buồn là phải làm như vậy, nhưng mình không có cách nào khác cả. Việc bị creeper nổ bay mất hẳn một cái mảng nhà to như thế, thực ra nó cũng là một cái mình dự đoán được từ trước, bởi vì mình còn may đấy, bởi vì đây chỉ là một con chart creeper thôi. Nếu mình gặp con mutant thì thôi xong luôn, cái chỗ này không biết cái nhà mình nó sẽ thành cái gì luôn. Và mình cũng phát hiện ra là cái ruộng farm của mình lớn rất là chậm, nên là mình sẽ phải farm rất nhiều xương để làm bone meal, nâng cấp chúng nó lên cho nhanh.
chứ còn không chết đói mất. Và tiện con creeper nổ bay nhà ấy, thì mình cũng quyết định là mình sẽ dẹp luôn cái mái đi và xây thành một cái bậc thang đi từ trên xuống cho gọn. Và mình sẽ từ cái bậc thang ấy đi xuống cái hang ở bên dưới lòng đất. Mình sẽ xây nhà ở trong đó, xây khu chứa đồ rồi xây chỗ trồng farm các thứ cho nó an toàn. Chứ còn trên mặt đất này thật sự là nguy hiểm lắm, chứ còn không sống được nhé. Và đây là tuần đầu tiên trong việc mình chơi cái world kiểu như thế này. Nếu các bạn thích thì các bạn hãy thử tải cái mode này chơi giống như mình nhé. Ít ra thì mình cũng có một cái base, một cái khu vực an toàn và một cái chỗ dưới lòng đất để chứa đồ cũng như di chuyển sang các khu vực hang lân cận khác. Nếu các bạn thích thì hãy thử chơi như mình xem các bạn sẽ cảm thấy như thế nào nhé. Bởi vì thứ nhất là xung quanh các bạn sẽ rất là tối, có những cái âm thanh rừng rợn và kiểu không có ai ở bên cạnh cả. Bình thường mình hay chơi Minecraft với bạn bè hay là chơi với các bạn trong server ấy, nhưng mà chơi kiểu này đúng là căng thẳng hơn mình nghĩ rất là nhiều. Ít ra không biết trong tương lai nó sẽ như thế nào nữa, nên hy vọng các bạn sẽ đón xem những tập sau nhé. Mình là Weevil Master 69. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình và xin hẹn gặp lại các bạn ở video khác nhé.